lên cho anh em nhé. Một con hiệu DSL này. Con này size M nhé. Anh nhìn này, xích của nó này. Là hiệu DSL này. Lót của nó này. Đấy. Con này da kiều nhé. Toàn bộ cúc này. Dập hiệu này. DSL hết này. Đấy. Kiều loan. Hiệu DSL thì các bác biết rồi, nó là một thương hiệu mà có cái phong cách thiết kế rất là cổ điển, nghịch ngựa, bụi bặm. Đấy, con này này, túi hộp này. Đấy, bên này này, hai túi này, hai túi này. Đấy. Khóa nhá, à, cúc bấm tay nó này, nhìn nó trần chéo này, trông rất là lạ này. Đấy. Cục bấm này. Cục bấm này. Đấy. Bảo vai này, tác hiệu này. Kim loại. Đấy. Con này nhá, mình đang mặc này là mình 1m65 nhá. Đấy, 67 kg. Cho nên con này nhá, để cho anh em nào mặc đẹp nhất này. Là từ 1m65 đến 1m70. Đấy. Cân nặng này chỉ từ 60-61 cân đổ lên đến 65-66 cân là mặc đẹp nhá. Đấy, các bác nào lên 70-71 có thể lên đến 67-68 cân. Con này thì nó có cái rất hay này. Nó lại có cả khóa này, khóa kéo này. Đấy. Cả khóa kéo và cả cúc cài nhé, cả cúc cài dưới này thôi, mình không cài cúc này. Con hàng hiệu cực đẹp.